cảnh báo, 4 thời điểm cấm tắm, kẻo đột quỵ, xem ngay kẻo có ngày hối không kịp. Xin kính chào quý vị cô bác đã quay lại với kênh Truyền hình Sức Khỏe. Cô bác thân mến, cô bác có biết rằng thời gian gần đây trên mạng xã hội có cập nhật đến rất nhiều trường hợp bị liệt các dây thần kinh, nặng hơn là đột quỵ chỉ vì tắm sai thời điểm. Để không còn ai gặp phải trường hợp như vậy, trong video ngày hôm nay, Truyền hình Sức Khỏe xin chia sẻ tới cô bác 4 thời điểm tuyệt đối không nên tắm, kẻo cảm lạnh, rất nguy hiểm, ai cũng biết để nên tránh sai lầm, hối không kịp. Thời điểm đầu tiên, tắm ngay sau khi đi nắng về. Thời tiết quá nóng nực khiến nhiều người nghĩ đến việc đi tắm ngay để làm mát cơ thể, làm sạch mồ hôi, thư giãn. Tuy nhiên cô bác cần thận trọng vì việc này có thể gây nguy cơ nặng thì đột quỵ, nhẹ thì bị cảm, nhức đầu, sổ mũi. Khi mới đi ngoài nắng trở về, cơ thể toát mồ hôi và tỏa nhiệt. Cơ thể ướt mồ hôi ngoài da thấm vào quần áo, tạo cảm giác ướt và nhớt khó chịu, bức bối. Nếu tắm ngay lúc này sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Mồ hôi không thoát ra được ngoài sẽ làm giảm thân nhiệt, dễ thấm ngược lại, gây cảm lạnh. Khi đó mạch máu có thể bị co đột ngột, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ. Vì vậy tốt nhất cô bác cần nghỉ ngơi, uống một ly nước mát, nước lọc, nước sinh tố hoặc ăn trái cây. Không nên dùng nhiều đá lạnh vì lâu dài gây ảnh hưởng niêm mạc hầu họng, đường tiêu hóa, có thể gây sốc nhiệt. Sau đó lấy khăn mát lau mồ hôi chừng 30 phút rồi hãy đi tắm. Không nên để quạt hoặc máy lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi tắm, cô bác cũng nên xối nước từ trên đầu xuống, nên làm ướt vùng chân, tay trước. Sau khi tắm, không ra gió hoặc vào phòng máy lạnh nhiệt độ quá thấp cũng là cách tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột, cơ thể không kịp thích nghi, tránh tình trạng gây choáng váng cho cơ thể. Thời điểm thứ hai, tắm gội sau 9 giờ tối. Có nhiều người cho rằng tắm vào khoảng 9 giờ tối sau khi đi làm về là điều quá bình thường, không hề muộn. Tuy nhiên cô bác đừng để xảy ra câu chuyện đau buồn như dưới đây nhé. Một cô gái tên Hồng Thu có chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là lần thứ hai trong đời từ cõi chết trở về. Bác sĩ nói là triệu chứng của đột quỵ vì tắm và gội đầu ban đêm, chậm vài phút nữa là sẽ chết. Hôm qua tôi đi làm về vì mệt nên chợp mắt một tí. Khoảng gần 10 giờ tối thì dậy đi tắm và gội đầu. Vừa gội đầu xong bước ra cửa nhà tắm là đầu óc quay cuồng. Trước đó tôi cũng nhiều lần được thấy trên các trang mạng xã hội, thậm chí còn thấy nhiều người bị nặng, có những trường hợp đột quỵ luôn trong nhà tắm. Nhưng do tôi nghĩ mình còn trẻ quá nên chủ quan. Khi bị như vậy tôi sợ lắm. Tôi dáng lết vào phòng nằm, đầu óc choáng váng, nhức bưng bưng, không thể nhận thức được nữa. Tay chân có dấu hiệu tê lại. Tôi mới kêu mẹ lấy dầu sức và cạo gió. Cũng may mắn là tôi được cô bác đưa đi viện kịp thời. Còn nếu không có cô bác ở cùng thì tôi không biết tôi sẽ ra sao nữa. Sau 2 ngày, status này đã nhận được hơn 25.000 lượt thích và gần 19.000 lượt chia sẻ trong cộng đồng. Nhiều người cho rằng câu chuyện của cô gái như một lời cảnh báo mọi người nên xem lại lối sinh hoạt để giữ an toàn cho bản thân. Bởi thực tế, tắm và gội đầu ban đêm là thói quen của rất nhiều người. Có thể họ không biết hoặc chủ quan về thói quen tưởng chừng như vô hại này. Khi đọc bài viết này, có rất nhiều lời cảm ơn đến cảnh báo này. Cũng có người vào bình luận quan điểm của mình. Yếu thì không nên ra gió, huống chi là tắm. Thế nên mới thấy rằng vấn đề tắm muộn ảnh hưởng đến sức khỏe thực tế nhiều người đã gặp. Nhất là những người có cơ thể đề kháng yếu, phải thật cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày. Cô bác có biết không, khi nói về vấn đề này, các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo sau 21 giờ đêm là thời điểm đặc biệt không nên tắm gội đầu, kể cả bằng nước nóng. Ban đêm nhiệt độ thường thấp hơn ban ngày, việc tắm gội cùng lúc có thể dẫn đến bị cảm.
Đặc biệt khi tắm gội vào ban đêm, tóc ướt sẽ bay hơi, mang theo một nhiệt lượng lớn khiến đầu bị lạnh, đồng thời khiến các mạch máu não bị co lại đột ngột, giảm tuần hoàn não, xuất hiện hiện tượng thiếu máu não dẫn đến đột quỵ, bất tỉnh, hôn mê. Nếu không phát hiện và có biện pháp sơ cứu kịp thời, có thể khiến tử vong. Chính vì vậy, trong sinh hoạt, nếu cô bác là người có sức khỏe yếu, hãy cân nhắc thời gian tắm để không ảnh hưởng sức khỏe và tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra nhé. Thời điểm thứ 3, tắm sau khi tập thể dục. Từ xưa đến nay, các chuyên gia sức khỏe luôn khuyến khích mọi người nên tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Thế nên càng về những năm gần đây, không chỉ ở thành phố mà ở nông thôn, người già người trẻ bắt đầu tăng cường tập thể dục nhiều hơn. Tuy nhiên tập thể dục xong thì hầu hết mọi người đều bị đổ mồ hôi, cơ thể có mùi nên thường lựa chọn đi tắm ngay cho sạch sẽ. Tuy nhiên, hành động này lại bị các chuyên gia cảnh báo rằng có thể khiến cho cô bác gặp nguy hiểm. Bởi sau khi tập, cơ thể ra nhiều mồ hôi khiến lỗ chân lông mở rộng. Nếu tắm ngay, nhất là nước lạnh, sẽ khiến mạch máu bị co vào, cản trở đột ngột tuần hoàn máu, gây nguy hiểm cho sức khỏe, có thể dẫn đến tử vong. Các bác sĩ cho rằng tắm ngay sau khi vận động mạnh có thể dẫn đến đau tim, thiếu máu não, giảm đề kháng và khiến cơ thể dễ mắc bệnh. Tốt nhất hãy nghỉ ngơi cho khô mồ hôi trước khi tắm nhé. Nhưng khi tắm cũng không nên tắm nước quá nóng. Việc tắm nước quá nóng có thể gây sức ép lớn cho tim bởi vì huyết quản da toàn thân phình to, rõ rệt, gây thiếu máu và dưỡng khí cho tim. Nhiệt độ thích hợp cho nước tắm vào mùa lạnh là từ 24 đến 29 độ C. Ngoài ra, nhiệt độ nước quá cao còn là kẻ thù với làn da, gây kích ứng, ngứa, phá vỡ chất dầu trên bề mặt da, gây nở lỗ chân lông, giảm huyết quản, làm tăng thêm độ khô cho da. Chính vì vậy, cô bác cần hết sức lưu ý, tuy đó là những việc nhỏ nhặt nhưng lại cần đặc biệt chú ý. Không nên chủ quan để ảnh hưởng đến sức khỏe chính mình. Thời điểm thứ tư, tắm gội lúc bụng đói và sau khi ăn. Có thể nghe đến việc tắm gội sau khi ăn thì nhiều cô bác sẽ phản đối, thậm chí mắng chương trình này, dọa khán giả. Tôi ở nhà ăn no xong đi tắm mát rồi nghỉ ngơi thì có là sai. Ngoài kia cũng đầy người tắm sau khi ăn nhưng đã thấy ai làm sao đâu. Nói như thế là không có cơ sở khoa học. Vâng, thưa cô bác, nếu cô bác ăn nhẹ rồi tắm thì không sao. Nhưng theo các chuyên gia, nếu cô bác ăn no rồi tắm ngay thì lại là hành động vô cùng nguy hiểm. Bởi sau khi cô bác ăn no, cơ thể thường sẽ tiêu hao nhiều năng lượng để tiêu hóa thức ăn. Khi cô bác đi tắm gội ngay sau đó, da và mạch máu sẽ bị kích thích và mở rộng hơn. Tình trạng này sẽ khiến máu chảy ở các bề mặt cho cơ thể, gây ra cản trở trong quá trình lưu thông máu đến các cơ quan tiêu hóa. Điều này không chỉ gây hại cho dạ dày và đường ruột mà còn có thể gây ra tình trạng biến chứng đường huyết. Đặc biệt đối với những người bị bệnh tim mạch, việc tắm ngay sau bữa ăn có thể gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ tại tim, từ đó gây ra các vấn đề tim mạch và mạch máu não nghiêm trọng. Sự mở rộng của mạch máu sau khi tắm gội cũng có thể tạo ra áp lực lên hệ thống tim mạch, đặc biệt là khi tim phải làm việc nặng nề để cung cấp máu cho cơ thể. Ngoài ra khi đói bụng, cô bác cũng không nên đi tắm. Lúc này lượng đường trong máu đang ở mức thấp. Tắm có thể khiến cơ thể tiêu hao năng lượng và giảm lượng đường máu xuống thấp hơn nữa, khiến máu lên não không đủ, thiếu oxy làm bạn choáng váng, thậm chí ngất xỉu. Thế mới thấy rằng thời điểm tắm là yếu tố quan trọng quyết định cả vấn đề sức khỏe, mạng sống của cô bác. Theo các chuyên gia phân tích, thời điểm tắm tốt nhất là tắm vào buổi tối trước 20 giờ vì khi đó cơ thể của cô bác hạ dần thân nhiệt theo nhịp sinh học, giúp cô bác ngủ ngon, dễ đi vào giấc ngủ, giảm tiết mồ hôi khi ngủ. Hơn nữa là khoảng thời gian đó phải ăn sau 30 phút, bụng không quá đói, cũng không quá no.
Liên quan đến vấn đề đảm bảo sức khỏe cho cô bác, ngoài vấn đề sinh hoạt phải hợp lý ra, cô bác nên ăn uống một cách hợp lý cho sức khỏe của mình ngày càng được cải thiện hơn, bởi chế độ ăn uống rất quan trọng. Dưới đây là 4 loại rau củ chứa đầy độc tố, càng ăn nhiều càng nhanh gặp ông bà tổ tiên. Loại rau thứ nhất, các loại rau muối chua. Mùa hè nóng nực như hiện nay thì dưa cà muối là món ăn phổ biến. Mâm cơm gia đình của 10 nhà thì cũng phải 9 nhà có dưa cà. Cà muối để ăn cùng với canh rau, thịt cá cho đỡ ngấy. Nhưng đa số mọi người đều không biết đến nguy hại của nó, hoặc có người biết sơ qua một chút nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua, ăn cho sướng miệng để rồi tới lúc nhập viện mới nói từ giá như. Trên website của Bệnh viện Đa khoa Vinmec, một thông tin đáng chú ý đã được đưa ra về nhược điểm lớn của dưa cà muối. Chúng chứa quá nhiều muối, một suất dưa cà muối có thể chứa đến hơn 2/3 lượng natri khuyến nghị mà một người trưởng thành cần cho cả ngày. Tích tụ muối trong chế độ ăn uống không chỉ có thể tăng huyết áp mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, tiểu đường và bệnh thận. Natri cũng có thể gây ra việc mất canxi từ xương, dẫn đến sự suy yếu của xương và tăng nguy cơ gãy xương. Vấn đề này không chỉ là mối quan ngại hàng đầu đối với những người có nguy cơ cao về huyết áp, mà còn là một yếu tố nguy cơ dẫn đến mắc ung thư dạ dày tăng lên. Một nghiên cứu được tiến hành vào năm 2015 đã chứng minh rằng thực phẩm chứa nhiều muối có liên quan mật thiết đến nguy cơ mắc ung thư dạ dày, đặc biệt là kết hợp với việc sử dụng bia và rượu mạnh. Như vậy, việc kiểm soát lượng muối trong chế độ ăn uống, đặc biệt là đối với thực phẩm ngâm chua, là một phần quan trọng của việc duy trì một lối sống lành mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tiềm ẩn. Loại rau thứ hai, măng. Trong ẩm thực Việt Nam, măng được sử dụng trong nhiều loại món, từ món chay đến món mặn, từ món xào luộc, hầm, chiên, cho đến món canh và món nước. Mỗi vùng miền của Việt Nam cũng có cách sử dụng và chế biến măng riêng biệt, tùy thuộc vào nguyên liệu có sẵn và văn hóa ẩm thực địa phương. Măng là một món ăn tốt cho sức khỏe vì sự đa dạng dinh dưỡng và hương vị hấp dẫn. Các thành phần dinh dưỡng trong măng được xem là vô cùng phong phú. Nhờ sự giàu dinh dưỡng nên đây được là món ăn có khả năng mạnh trong việc thúc đẩy nhu động ruột, giúp tiêu hóa có thể ngăn ngừa táo bón. Nhưng măng lại tốt với người này nhưng độc với người khác, thậm chí có thể gây nguy hiểm. Bởi măng là thực phẩm khó tiêu hóa. Với bệnh nhân xơ gan, măng gây khó chịu, làm tổn hại dạ dày và thực quản. Những người mắc bệnh tiêu hóa khi ăn măng sẽ khó tiêu, đầy bụng, trào ngược axit, thậm chí bị tiêu chảy máu thành bụng. Người già có hệ tiêu hóa kém cũng được khuyến cáo không nên ăn măng. Như vậy cô bác đã hiểu được lý do vì sao không nên ăn loại rau này chưa ạ? Nếu có, hãy bình luận số 6 dưới video nhé. Loại rau thứ 3, rau mồng tơi. Truyền hình sức khỏe thấy rằng rau mồng tơi là loại rau rất phổ biến trên thị trường vì nó vừa dễ nấu, vừa dễ ăn, lại có giá trị dinh dưỡng rất cao. Thế nên nhiều cô bác nghe đến đây có thể trong lòng sẽ không tin loại rau này có hại và cho rằng chương trình nói không đúng, nhưng đâu biết rằng cô bác chỉ cần nhìn được một mặt của nó thôi. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, không nên lạm dụng quá nhiều rau mồng tơi vì đây là nguyên nhân gây cản trở cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Hãy chú ý những mặt trái của rau mồng tơi để biết cách ăn uống hợp lý, tránh lạm dụng, giúp cho loại rau này phát huy được những giá trị dinh dưỡng của nó. Nếu cô bác đột ngột ăn nhiều rau mồng tơi và ăn liên tục trong các bữa ăn, hệ tiêu hóa của cô bác sẽ gặp vấn đề vì sự gia tăng đột biến của hàm lượng chất xơ. Nhiều người có thể bị tiêu chảy, tiêu lỏng, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu hệ tiêu hóa không tốt, cô bác cần lưu ý điều này để không phải chịu hậu quả từ việc tiêu chảy, căn bệnh khiến cô bác mất nước rất nhiều và mệt mỏi kéo dài. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ. Một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6 gram chất xơ.
mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu. Từ đó cơ thể sẽ gặp một số vấn đề như đầy hơi, chuột rút sau khi ăn rau mồng tơi. Vì thế hãy uống một ly nước lọc đầy sau khi cô bác ăn rau mồng tơi để giúp quá trình tiêu thụ các chất xơ trong cơ thể trở nên dễ dàng hơn. Thứ tư, cà chua. Cà chua là loại quả có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng phòng ngừa những tổn thương động mạch ở tim, giảm nguy cơ hình thành các mảng bám trong lòng động mạch. Thế nhưng, nếu ăn sai cách hoặc với một số người, ăn cà chua lại có thể khiến bệnh tình nặng thêm, thậm chí gây nguy hại cho sức khỏe. Hơn nữa, khi cô bác ăn cà chua vào những lúc đói, những chất này có thể phản ứng với axit, ảnh hưởng lớn đến dạ dày. Dạ dày tiêu thụ những chất này có thể gây nên tình trạng nôn mửa, đau bụng. Chính vì vậy cô bác không nên ăn cà chua trong khi đói, nhất là đối với những trường hợp giảm béo với cà chua, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng. Đặc biệt là những người đang mắc bệnh dạ dày, cô bác có biết, có tới hơn 160 loại thực phẩm có thể gây ra phản ứng dị ứng. Tuy cà chua không phải là thực phẩm gây dị ứng phổ biến, thế nhưng với một vài người, phản ứng dị ứng có thể là nguyên nhân gây ra các triệu chứng bao gồm cả khó chịu ở dạ dày và chuột rút. Chưa hết, theo các nghiên cứu, cà chua còn có mối liên hệ với dị ứng latex. Cụ thể, có từ 30 đến 50% người bị dị ứng latex có dị ứng với một loại thực phẩm và cà chua có trong danh sách gây ra phản ứng chéo này. Thành phần của cà chua có chứa hàm lượng axit cao, nên khi cô bác mắc chứng ợ nóng hay trào ngược axit dạ dày thì ăn cà chua có thể gây ra tình trạng kích ứng, dẫn tới đau dạ dày. Nhưng cơn đau này cũng có thể là do thực quản tiếp xúc với dịch vị dạ dày có tính axit. Do đó, nếu bị trào ngược axit dạ dày, bạn không nên ăn cà chua để tránh làm các triệu chứng thêm nặng hơn. Chính vì vậy, gia đình cô bác có ai bị vấn đề liên quan đến dạ dày thì cần hạn chế món này để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Nghe đến đây, cô bác có góp ý gì khác không ạ? Nếu có, hãy dành chút thời gian bình luận phần góp ý của mình dưới video nhé. Nhưng quan trọng nhất để có một cơ thể khỏe mạnh, trước hết, mỗi cô bác cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, cộng với việc vận động mỗi ngày và luôn phải có một tinh thần lạc quan. Có như vậy mới chiến thắng được tất cả. Những người có thói quen sống lành mạnh thường duy trì được vóc dáng cân đối và luôn cảm thấy khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Những bài tập thể dục mỗi ngày không chỉ giúp giảm căng thẳng, suy nghĩ tích cực mà còn giúp làn da và mái tóc khỏe đẹp hơn, chậm lão hóa hơn. Vì thế, những người sống lành mạnh thường trẻ trung, xinh tươi hơn so với độ tuổi của họ. Cũng bởi thế mà họ sẽ cảm thấy tự tin hơn, hạnh phúc hơn và luôn hài lòng về cuộc sống của mình. Ngược lại, nếu thường xuyên thiếu ngủ, gặp nhiều căng thẳng hay thừa cân, béo phì, cô bác sẽ cảm thấy mệt mỏi, tự ti, suy nghĩ tiêu cực, dễ nổi nóng và sinh ra nhiều cuộc cãi vã không đáng có với người thân, bạn bè, từ đó dẫn đến giảm chất lượng sống. Chính vì vậy, bằng cách duy trì các thói quen sống lành mạnh, cô bác sẽ không chỉ bảo vệ sức khỏe của mình mà còn tạo ra một cơ hội để sống cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ và kiên nhẫn với chính mình, bởi mỗi sự thay đổi tích cực đều mang lại lợi ích lớn cho tương lai của cô bác. Hơn nữa, điều quan trọng nhất để làm tốt những điều đó là cô bác cần có một tâm thái ổn định, không bị stress hay buồn bực. Có thế, sức khỏe cũng như cuộc sống của cô bác mới có thể cải thiện lên. Để có một tâm thái ổn định, cô bác hãy dành thời gian cho sở thích của mình khi cô bác làm những việc mình thích. Cô bác sẽ cảm thấy vui vẻ và thư giãn hơn. Hãy dành thời gian cho sở thích như đọc sách, nghe nhạc, hát karaoke, làm vườn hoặc nhảy những bài tập nhẹ nhàng. Một tâm thái ổn định là nền tảng quan trọng để cô bác có thể thực hiện tốt mọi việc và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Khi cô bác cảm thấy căng thẳng, lo âu hay buồn bã, rất khó để cô bác có thể tập trung, sáng tạo và chăm sóc sức khỏe tốt cho mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Nếu cô bác thấy video hay và ý nghĩa, hãy bình luận số 8 dưới video. Đồng thời chia sẻ để nhiều người biết đến những kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe này nhé. Cảm ơn quý cô bác đã chú ý theo dõi lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.